Các bạn ơi, sau khi kiểm tra thì những cái công tắc truyền mạch của cái đài này nó gần như là kém tiếp xúc, kể cả công tắc truyền nguồn, công tắc truyền đài, công tắc kể cả tiếp điểm bật băng play này, nó cũng tiếp xúc kém đây. Và cái tiếp điểm gì nữa nhá, nó có một cái tiếp điểm nữa, và cái chiết áp volume thì không nói gì rồi, mình cũng vẫn tra dầu bảo dưỡng rồi. Tiếp điểm play này, tiếp điểm xóa thu ở trên đây, đây cái dãy xóa thu này, nó tiếp xúc cũng kém nữa các bạn ạ. Và mình đi mình xử lý toàn bộ luôn, nhưng mà bây giờ khi mà chạy cassette thì tiếng nó cứ rung, cho nên bây giờ mình đang tháo motor ra mà mình xử lý phần cơ khí. Phần điện thì chúng ta có thể điều chỉnh ở đây được, tốc độ ở đây được, nhưng mà phần cơ khí đang có vấn đề các bạn ạ. Và mình đang tháo motor ra để xem ba quận này của motor có quận nào hư hỏng không, mà nó chạy nó cứ giật các bạn ạ. Mặc dù là có điều tốc rồi nhưng mà nó vẫn cứ giật, mình không hiểu sao tiếng eo ấy. Bây giờ mình đi mình vừa tháo ra, mình tra dầu mỡ vào trong, hy vọng là nó sẽ ngon. Đài này không được bảo dưỡng thì là nó hơi kém. Còn cái phần đĩa này nó đang nhận hơi kém, mà mình chưa tìm được cái vị trí nào để mà mình nâng cấp cái mắt lên, tức là nâng cái mắt cho nó chạy khỏe lên. Ở đây cái mắt từ kiểu mới này nó không giống mắt từ kiểu cũ kia, cho nên là cả cái vị trí nâng mắt lên là không có sẵn các bạn ạ. Chính vì thế cho nên là bây giờ mình sẽ đi mình xử lý cái phần cassette rồi, radio lên rồi, line in có thể dùng được rồi. Và bây giờ mình xử lý xong cái cassette, chúng ta mới quay lại đầu đĩa các bạn nhé.